Trở lại chương trình của bản tin ngắn, trở lại sự minh bạch của cuộc bầu cử của 2024 sắp tới đây. Quận San Diego đã vô tình gửi khoảng 7.500 cái lá phiếu trùng lập. Vô tình. Trên đời này có chuyện gì vô tình? Anh vô tình hay là em vô tình hay là cố tình? Nghĩ sao mà hàng tỷ đô la? Hàng tỷ đô la, đừng đặt câu hỏi cho tại sao mà cái quận San Diego hiện giờ thuộc về thành viên của đảng Dân Chủ vô tình. Cực kỳ tham nhũng. Cái văn phòng ghi danh cử tri của quận San Diego cho thấy khoảng 1% cử tri cho cuộc bầu cử đặc biệt ngày 7 tháng 11 có thể nhận được những lá phiếu trùng lập. Điều này công bố vào ngày 11 tháng 10. Các cơ quan ghi danh sai sót này ảnh hưởng đến cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt giám sát ở quận 4. Chưa đầy đủ, chưa đầy chục cử tri trong cái quận bầu cử đặc biệt tại Chula Vista. Theo một tuyên bố từ văn phòng, sau khi phát hiện ra các lá phiếu trùng lập thì văn phòng ghi danh ngay lập tức liên hệ với nhà cung cấp bản in và gửi thư để xác định điều gì xảy ra, có bao nhiêu cử tri bị ảnh hưởng. Sau khi nghiên cứu, họ cho rằng khoảng 7.500 lá thư, hoặc là 1% cử tri trong số gần 600.000 cử tri đã gửi cái lá phiếu qua thư, đã vô tình nhận được một gói phiếu bầu qua thư trùng lập. Một trong hai gói phiếu bầu đã bị treo trong cái hệ thống máy tính và lẽ ra không được gửi đi. Một thông báo được gửi đến tất cả những cử tri bị ảnh hưởng, thông báo của họ bị sai sót và thông báo cho họ rằng họ có thể bỏ phiếu hoặc gửi lại một trong hai cái lá phiếu. Còn nếu mà thật sự gửi lại hai cái lá phiếu thì kiểm bao nhiêu lá đi? Cử tri được hướng dẫn tiêu hủy cái lá phiếu chưa sử dụng. Nếu cử tri sử dụng cái lá phiếu bị đình chỉ thì hệ thống tự động sẽ cất cái phong bì lá phiếu ra một bên. Cái lá phiếu đó được tính khi và chỉ nếu đó là lá phiếu duy nhất của cử tri gửi lại. Cái tuyên bố chi tiết cái quy trình đình chỉ gói phiếu bầu qua thư là một trong những biện pháp để bảo vệ áp dụng để đảm bảo lá thư và phiếu duy nhất được tính. Cái vạch mã trên phong bì được gửi lại được theo dõi và khi bị đình chỉ thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng xử lý cái vạch mã đó. Cuộc bầu cử đặc biệt ngày 7 tháng 11 bao gồm những nội dung như sau. Cuộc bầu cử đặc biệt cho khu vực giám sát thứ tư để lắp chỗ trống của Nathan, một phần còn lại của nửa nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1 của 2027. Cuộc bầu cử đặc biệt cho thành phố Chula Vista để lắp chỗ trống cho luật sư thành phố trong phần còn lại của nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 12 của 2026. Sau cuộc bầu cử của năm 2022 của Simon Silva đã qua đời, các cử tri sống trong khu tiện ích cộng đồng Fallbrook và cái khu thủy cục thành phố Rainbow sẽ bỏ phiếu như một biện pháp bỏ phiếu để tách khỏi cơ quan quản lý nước của quận San Diego, một cuộc bỏ phiếu có thể thực hiện tranh luận bằng máy ở Sacramento. Việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ngày thứ hai tại văn phòng cơ quan cử tri của Kenny Mesa. Giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thứ hai cho đến thứ sáu. Theo cái văn phòng ghi danh, cử tri có thể bỏ phiếu từ nhà qua đường bưu điện và không cần bưu phí hoặc tới bất kỳ thùng phiếu chính thức nào của quận, cụ thể là bắt đầu từ thứ ba cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng là ngày 7 tháng 11. Nhiều cái lựa chọn hơn để có thể bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu từ ngày 28 tháng 10, cử tri có thể sử dụng bất kỳ trung tâm bầu cử của quận. Trung tâm bầu cử sẽ chọn lọc mở cửa vào ngày 8. Từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều cho đến ngày bỏ phiếu cuối cùng ngày 7 tháng 11 và tất cả những trung tâm bầu cử sẽ mở cửa 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Và đó là chương trình của bản tin ngắn để chúng ta hoàn toàn thấy tiểu bang California và những cái vô tình nó sẽ tác động như thế nào những cuộc bầu cử trong tương lai. Chào tạm biệt.